Hoa Sa và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin 24 giờ qua và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Quý vị, mở đầu cho phần tin 24 giờ là bản tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ tiến quân vào Manbij của Syria để chống lại người Kurd. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến vào thị trấn Manbij của Syria nếu Hoa Kỳ không loại bỏ lực lượng dân quân người Kurd YPG ra khỏi khu vực. Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố hôm thứ Sáu 14 tháng 12 sau khi Ankara nói sẽ tiến hành một chiến dịch mới nhằm vào các tay súng chiến đấu. Ông Erdogan trong một bài phát biểu tại Istanbul đã nhắc lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mang lại hòa bình cho khu vực phía đông sông Euphrates ở Syria và cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện cuộc không kích chống lại phiến quân người Kurd ở khu vực Sinjar và núi Karajat của Iraq. Xin nhắc lại, từ lâu Ankara và Washington đã xảy ra bất hòa tại Syria, nơi Hoa Kỳ đã ủng hộ người Kurd YPG trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng tổ chức người Kurd YPG là một tổ chức khủng bố và là đồng lõa với đảng công nhân người Kurd, vô pháp luật. Hiện tại, phe YPG vẫn kiểm soát một vùng rộng lớn phía đông bắc Syria ở biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, Brazil hạ thủy thành công tàu ngầm đầu tiên tự chế tạo. Hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 12, Hải quân Brazil đã hạ thủy chiếc tàu ngầm Scorpion do Brazil chế tạo đầu tiên, mang tên là Ria Culo. Buổi lễ diễn ra tại căn cứ Hải quân Itaguia trước sự chứng kiến của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil và nhiều quan chức khác. Vào năm 2009, Tập đoàn Hải quân liên kết với Pháp được Hải quân Brazil giao nhiệm vụ thiết kế và chuyển giao công nghệ cho 4 tàu ngầm Scorpion và để hỗ trợ thiết kế và sản xuất cho phần phi hạt nhân của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Brazil. Hợp đồng này cũng bao gồm hỗ trợ xây dựng căn cứ hải quân và xưởng đóng tàu ở Brazil. Chương trình này là một phần mở rộng quan trọng của thỏa thuận hợp tác quốc phòng chiến lược được ký vào tháng 12 năm 2008 tại Rio de Janeiro giữa Brazil và Pháp. Sự ra mắt của Scorpion Riaculo trước sự chứng kiến của nguyên thủ quốc gia Brazil được cho là minh chứng thành công đầu tiên của chương trình này. Thưa quý vị, viện trợ đến Yemen Hodeida khi các bên đồng ý ngừng bắn. Cư dân của thành phố cảng Hodeida bị bao vây đã nhận viện trợ vào thứ Năm ngày 13 tháng 12 khi các bên tham chiến của Yemen đồng ý ngừng bắn tại thành phố do Houthi nắm giữ và rút quân khỏi đây. Một video trên mạng xã hội cho thấy đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã xếp hàng chờ nhận thức ăn và các nhu yếu phẩm khác được Hội Chữ Thập Đỏ phân phát. Xin nhắc lại, cuộc xung đột đã đẩy Yemen, quốc gia nghèo nhất trên bán đảo Ả Rập, đến bờ vực của nạn đói. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết thỏa thuận Hodeida là một sự thúc đẩy rất cần thiết cho nhiệm vụ của tổ chức này là cứu sống 12 triệu người Yemen đang bị đói nghiêm trọng. Trước đó, sau một tuần hội đàm tại Thụy Điển, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres cho biết một khung đàm phán chính trị sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tháng 1 giữa phe Houthi liên kết với Iran và chính phủ do Saudi hậu thuẫn Tổng thống Abdul Mansour Hadi. Thưa quý vị, Đại sứ quán Trung Cộng ở Canada đã viết thư tố cáo rằng Hoa Kỳ bắt nạt. Đại sứ quán Trung Cộng tại Canada cho biết việc bắt giữ giám đốc tài chính CFO của Huawei không phải là một vụ án tư pháp thông thường, mà là một hành động chính trị được dự tính trước. Đại sứ quán này nói với tờ báo Globe and Mail rằng đó là một cuộc đàm phán chính trị đối với một doanh nghiệp Trung Cộng và một công dân của Trung Cộng. Ngoài ra, quan chức của sứ quán còn nói trong một lá thư gửi cho tờ báo rằng Hoa Kỳ đã dùng quyền lực của mình để săn lùng một công ty công nghệ cao của Trung Cộng vì vấn đề chính trị và gọi đây là hành động bắt nạt. Theo đại sứ quán này, đây không phải là sự độc lập tư pháp mà là thoái hóa của công lý. Lá thư nói thêm người dân Trung Cộng đã từng có ấn tượng tốt về Canada, nhưng hành vi của Canada lần này đã làm chết cảm xúc của họ. Thưa quý vị, Nam Hàn lo ngại biểu tình nếu Kim Jong-un đến thăm. Dự đoán rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ sớm đến thăm Seoul lần đầu tiên, người dân Nam Hàn hiện đang tranh cãi về việc có nên cho phép công dân bày tỏ quan điểm tự do dân chủ trong khi ngăn chặn mọi xung khắc quốc tế có thể xảy ra. Theo đó, không giống như Singapore, nơi an ninh được kiểm soát chặt chẽ, nơi Kim đã có một cuộc dạo chơi ngẫu hứng vào ban đêm trước hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng 6 vừa rồi, Seoul là thành phố thường xuyên xảy ra các cuộc biểu tình phản đối đối với Kim. Nhiều người Nam Hàn vẫn có cái nhìn mờ nhạt về Bắc Hàn sau chiến tranh Triều Tiên 1950-53 và nhiều thập kỷ thù địch khiến nguy cơ bất bình có thể tăng cao.
Năm nay, nhiều người thường xuyên tụ tập trên đường phố Seoul để phản đối Tổng thống Moon Jae-in thân thiện với ông Kim hoặc phản đối bất kỳ chuyến thăm nào của ông Kim. Trong một cuộc biểu tình gần đây ở trung tâm thành phố Seoul, nhiều người còn giương cao các biểu ngữ có dòng chữ "Hãy trừng phạt Kim Jong-un". Thưa quý vị, lò sản xuất năng lượng hạt nhân của Pháp và Trung sẵn sàng hoạt động. Đơn vị năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 3 của Liên doanh Trung Cộng và Pháp ở phía nam của tỉnh Quảng Đông đã hoàn thành việc kiểm tra và sẵn sàng cho hoạt động thương mại. Các quan chức hai bên đã công bố tin này tại một cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Cộng tổ chức tại Bắc Kinh vào hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 12. Gao Ligan là chủ tịch của công ty điện hạt nhân Quảng Đông Trung Cộng, đã nói với báo chí rằng đơn vị số 1 của nhà máy điện hạt nhân Taishan đã hoàn thành 168 giờ hoạt động thử kể từ 5 giờ chiều vào hôm thứ Năm. Cho đến đây, đây là lần đầu tiên trên thế giới đơn vị điện hạt nhân thế hệ thứ 3 được đưa vào sử dụng cho hoạt động thương mại. Theo đó, dự án lớn nhất của hai nước trong lĩnh vực năng lượng, nhà máy điện hạt nhân Taishan, được xây dựng và vận hành bởi một công ty do nhà cung cấp năng lượng của Pháp Quốc, đó là Electric De France và tập đoàn Udion của Quảng Đông. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Gia. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.